Chào các bạn, có nhiều bạn vẫn thường hỏi mình là kênh Dòng Máu Việt thì làm về chủ đề yêu nước, nhất quyết là không nhận review, là PR quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, thì lấy đâu ra kinh phí để mà duy trì kênh? Mình xin phép được trả lời ạ. Thứ nhất là kênh Dòng Máu Việt là rất khó để PR và quảng cáo sản phẩm. Để mình ví dụ nhá. Tự nhiên là đang nhắc về những anh hùng liệt sĩ xả thân vì quê hương đất nước, đúng không? Xong tự nhiên cầm quả lọ kem trộn giơ lên cười cười giới thiệu các cái tính năng ưu việt của lọ kem trộn. Đó, nghĩ thế thôi mà thấy khó rồi đúng không? Thứ hai là mình xin phép trả lời câu hỏi là thế lấy kinh phí đâu để mà duy trì kênh? Thực ra là ngoài cái việc làm các video để đăng tải lên kênh Dòng Máu Việt thì mình còn làm khá là nhiều nghề. Đương nhiên là các công việc chân chính và lương thiện rồi. Tuy là thu nhập thì không hề cao nhưng mà mình vẫn có thể đủ ăn và nuôi đam mê truyền tải cái lòng yêu nước thông qua kênh Dòng Máu Việt này. Mình xin phép kể ra một vài cái công việc mà mình đang làm cho các bạn biết nhá. Các cầu thủ MU đang đứng trước quả phạt 11m. Vào hay không vào đây? Vào hay không vào? Không vào! Quá đáng tiếc! Thế anh cứ định trốn chui trốn lủi thế cả đời à? Thì cuộc đời anh có còn cái gì đâu. Không tiền bạc, không nhà cửa, không vợ con. Có đi đâu hay làm gì, giàu hay nghèo, sướng hay khổ, chả quan trọng. Anh đừng nói như thế, cuộc đời còn dài mà. Còn mẹ con em nữa. Xin chào đón các tỷ phú tương lai. Đây là chương trình chia sẻ bí quyết làm giàu của công ty thương mại đa cấp Đạo Lửa. Và tôi, MC Billy, tổng giám đốc. Đến cuối tháng, tiền sinh lời của công ty sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của các bạn. Cái số tiền đó các bạn không muốn nhận vẫn phải nhận. Số tiền này chuyển thẳng vào tài khoản của các bạn, đó là số tiền các bạn phải nhận, bị nhận. Nếu một ngày trông thấy anh trên đường, nhìn anh em có cười không? Các bạn chú ý nhá, mình chỉ làm mẫu một lần thôi. Mình là Hoàng Phạm, giảng viên âm nhạc bộ môn guitar. Và rất nhiều bạn inbox cho mình, các bạn than phiền về vấn đề là mới tập guitar thì ngón tay sẽ rất là đau. Người ta thường truyền tai nhau những câu chuyện mà hết sức rùng rợn. Xin chào mừng đến với năm con ma nổi tiếng nhất trong truyền thuyết thế giới. Và một khuôn mặt đẹp trai cần có gì? Ngũ quan cân đối tương xứng hai bên. Đấy. Lông mày nhá. Mắt nhá. Hai lỗ mũi nhá, hai tai nhá. Cười. Chúng ta sẽ vào ngay bài học ngày hôm nay. Bài giảng thanh nhạc số 1, hát giọng gió. Vậy giọng gió là gì? Chẳng lên đâu còn cô đơn nhưng mà sẽ vùng ngập thơ. Tự do như lan khói muôn hình muôn vẻ rồi lại gần hư vô. Một trong giống mình yên rồi lại một thần tích cố. Một phút bất cả chút mê siêu một hơi thuốc và lạc y. Trong bao đêm mơ anh mong có, anh mong có tay tay trong tay bên nhau phút giây. Và anh mong thời gian trôi nhanh để bên em yêu em đắm say. Bao đêm cô đơn anh mong có, anh mong có tay tay trong tay tay theo ước mơ. Một tình yêu dành riêng cho em để bên em yêu em đắm say. Tôi năm nay 30 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này. Tôi là tôi đến phục các cái anh công an ở đây, chứ phải tôi tới đấm cho mày nhát rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến bài giảng phép trừ. Các bạn nhìn có rõ không ạ? Nếu các bạn nhìn rõ rồi thì chúng ta quay lại bài giảng. Ví dụ như ở đây ta có phép tính 13 trừ đi 7. Các bạn nhìn thì nó có thể là rất là phức tạp, nhưng mà nếu biết cách giải thì thực ra nó rất là đơn giản. Mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Ở đây 13 trừ đi 7, số 3 thì bé hơn số 7, thì chắc chắn là dưới 3 không trừ được cho số 7 rồi. Thì ở đây chúng ta phải mượn 1, chúng ta trừ đi 7. Đấy, 3 này vẫn bé hơn 7, không trừ được cho 7.
chúng ta lại tiếp tục mượn. Số 1, mượn 1, chúng ta trừ đi 7. Okay.